Mẹ ơi, con đi thi đại học đây. Thi tốt con nhá. Con muốn thi vào trường kinh tế. Em bước vào kỳ thi đại học, em thấy sợ vì khác mọi năm. Thông báo là cứ thi rồi chọn, chẳng biết mình làm thế nào đây. Em bắt đầu vừa lo vừa sợ, không dám ngủ, không dám ca ăn. Khi có điểm vội lao vào mạng, đang lúc cần mạng nó lại đơ. Ngày hôm nay đỗ vừa vặn, mà hôm sau đã thành tượt. Do mốc điểm điều chỉnh lung tung, hôm cuối cùng loạn như vỡ trận. Đúng thế. Có đứa dùng cấp cứu chạy ra, chen lấn vào trường cho kịp nộp. Mẹ thì khóc, cha thì gào la. Ngày xưa thì thấy nhẹ nhàng, mà nay thì như đánh trận. Muốn đỗ thì phải liều chén nhau. Em thấy mình nhục hơn trùng trục. Nay đút vào, mai rút thật nhanh. Như đánh bạc đỏ đen mày rùi. Thật loạn quá, ôi một mùa thi.